Ui giời. Con gái bố đang vẽ cái gì đấy? Con vẽ cả nhà mình bố ạ. Đâu bố xem nào. Bố xem đi. Cái gì đấy? Đây là bố này, đây là mẹ Hồng Anh, đây là con, đây là em bé. Em bé? Em con còn chưa sinh ra, con biết thế nào mà vẽ? Đây là em trai con, nên con sẽ phải dùng bố ạ. À, con gái bố thông minh quá. Thế con có thích em không? Có ạ, con sẽ chơi với em, nhưng nhìn hết rồi chơi cho em nữa. Con gái bố ngoan nhỉ. Ôi giời, hôm nay bố được nghỉ, thế môn dạy bố vẽ với nhá. À, đây quá vâng. Lập tay nào. Yeah. Nào, dạy bố vẽ đi. Đây này. Đâu, vẽ như nào? Cái túi nhá. Em sao không? Hả? À, sao đấy? Mẹ có sao không ạ? Em không biết nữa. Tự dưng em thấy đau bụng quá. Không biết con có bị làm sao không? Để anh đưa em vào phòng nhá. Con tránh ra đây. Con tự chơi một mình đi. Con chào mẹ ạ, con mới đi về ạ. À, để lên đây. Giờ này là giờ nào rồi mà mày còn ngồi đây vẽ vời? Đứng dậy lau dọn nhà cửa đi. Chẳng lẽ mày định để tao cái bụng bầu như thế này đi hầu mày à? Hả? Nhanh lên. Kiểu gì bắn nước tung tóe hết rồi đây này. Nuôi mày chỉ tốn cơm tốn gạo thôi. Con xin lỗi mẹ. Xin xỏ cái gì? Mẹ mày đẻ mày ra ấy, đã là không thể tha thứ được rồi. Mẹ ơi, mẹ đừng ghét con. Cút ra khỏi ngoài kia. Tao nói cho mày biết, con trai ở trong bụng tao đây này, sau này nó mới thừa kế cái gia tài này. Còn mày không cẩn thận và ngoan ngoãn ý, tao tống cổ mày ra khỏi nhà. Lau nhà tiếp đi. Này, cấm bếp xếp với bố Phương. Mày mà mở mồm ra ấy, bố chỉ ghét mày thêm thôi. Mày để cái bút màu ở đây, để tao đi qua trượt ngã có phải không? Không phải thế đâu mẹ ơi, chắc nụa con làm rơi thôi. Mày đừng có chối. Mày mưu mô y hệt con mẹ mày. Định để cái bút ở đây, tao đi qua trượt ngã,
hại chết đứa con trong bụng tao chứ gì. Mẹ ơi, con không biết gì đâu ạ. Còn cãi à? Mẹ con mày sợ tao sinh con trai ra là đúng. Mày sợ thì cũng đúng thôi. Bây giờ tao mà sinh con trai ra thì mày chỉ có mà ra gì à? Tao nói cho mày biết, bố mày không thích vịt rời. Mày có thấy bố Phương còn quan tâm mày nữa không? Không. Mà bố Phương chỉ quan tâm đứa con trai ở trong bụng tao thôi. Khi nào mà tao sinh em bé này ra, mày ấy chuẩn bị cuốn gói ra khỏi nhà, nhớ chưa? Không, mày nói dối. Tao mà phải nói dối mày á? Ôi. Em có sao không? Hả? Ôi con em ơi. Sao đấy? Moon. Mẹ biết dù mẹ có làm gì đi nữa thì cũng không thể thay thế mẹ của con. Nhưng đây là em trai con. Tại sao con lại làm như thế? Moon. Con lại nghịch cái gì đây hả? Sao con hư đấy? Không phải thế đâu bố ơi. Không phải thế như thế nào? Kìa anh. Lúc nãy con có chơi xong để quên bút màu, con đi qua sợ trượt chân ngã nên mắng con vài câu. Chắc là con hơi ấm ức đấy ạ. Moon. Bố với mẹ Hồng Anh yêu chiều con như thế nào? Sao con lại dám làm cái trò này hả? Anh, con nó còn nhỏ, em nghĩ nó không tự làm được cái trò đấy đâu anh ạ. Nói cho bố biết, ai xui con làm như thế hả? Có phải là mẹ con xui con làm thế không? Bố đừng có đổ tội cho mẹ. Bây giờ con còn dám cãi cả bố nữa. Bố nói cho con biết nhá, từ lần sau con mà còn dám làm cái trò này một lần nữa, bố đuổi con về ở với mẹ đấy. Ok anh bình tĩnh thôi. Trẻ con anh lại quát nó như thế. Em cứ bênh nó, để nó hỗn láo. Mặc xác nó đi, bực cả mình. Nào em sao? Đây. Nào, nín đi, bình tĩnh kể mẹ nghe xem nào, có chuyện gì? Trời ơi! Lau nhà cái kiểu gì? Bắn nước tung tóe hết rồi đây này. Từ lần sau bố mà thấy con làm cái trò này một lần nữa, bố đuổi con về ở với mẹ con đấy. Thật là cô ta làm thế với con không? Mẹ ơi, bố không tin lời con. Có phải mẹ Hồng Anh mẹ em trai ra là bố không cần con nữa phải không mẹ? Không phải đâu. Thôi, bây giờ con vào nhà với mẹ nhé. Về nhà em nhé, có chuyện gấp. Ngay bây giờ. Đi thôi. Con chào mẹ ạ. Mày đi đâu về đấy?
mày lại trốn sang nhà con mẹ mày đúng không? Sao mày không ở đấy luôn đi? Còn đi về đây làm gì nữa? Nhìn cái mặt mày ở trong cái nhà này, tao lại liên tưởng đến con mẹ mày, làm tao sôi hết cả máu lên. Mày không được nói xấu mẹ con. Mày còn vênh mặt lên với tao à? Nếu như mà mẹ mày tài giỏi ấy thì đã không sinh ra cái loại vịt giòi như mày. Mẹ mày không biết đẻ nên mới bị bố mày bỏ đấy. Mày còn lì lợm với tao à? Cái con danh lì lợm này, có tin tao đánh cho mày một trận không? Hả? Đứng đây. Mẹ. Cô làm gì con bé đấy? Anh, em không làm gì cả. Tại lúc nãy em có hơi đau bụng, nhờ con lấy cho cốc nước. Con đã không lấy rồi lại còn chửi em. Thôi đi. Cô có định diễn vai người bị hại bao giờ nữa? Hả? Tôi đứng ở ngoài chứng kiến hết cả rồi. Sao cô lại nói với con bé những lời độc ác đến như thế? Nếu như tôi không xông vào, cô còn định đánh con bé nữa à? Em xin lỗi. Thực ra là có một chút hiểu nhầm thôi. Hiểu nhầm cái gì? Em đang mang thai, cho nên là nhiều lúc em cũng hơi nóng tính. Im đi. Cô đừng có mang cái thai trong bụng ra để bao biện cho cái sự độc ác của cô nữa. Trẻ con nó không có tội tình gì cả. Cô cũng là phụ nữ, còn sắp làm mẹ nữa. Mà sao cô nỡ dùng những câu như thế để nói rằng muốn được trẻ con hả? Vậy tôi hiểu. Từ trước đến giờ cô luôn là người bịa chuyện rồi đổi oan cho con bé. Cô đúng là cái loại sống động. Cô xin lỗi. Cô không làm nên những lời con nói. Cô đừng giận bố nhá. Buồn nhá. Vợ con của anh tự giải quyết đi. Còn con tôi sẽ đưa nó về. Tôi không thể để con gái của mình sống chung với một người đàn bà độc ác như vậy cả. Đi được con. Moon, ở lại bố. Moon.